Chào các bạn nhé. Đây là tôi là thẩm mỹ Kanisa đây, vừa thực hiện xong ca thu nhỏ đầu nhũ hoa nhé. Đây đầu nhũ hoa trước khi thu này. Đó. Ở đây thì nhỏ như hạt nạc thôi, nhưng là vì nếu mà quay mà để cho cái Facebook nó biết hoặc Zalo nó biết đây là đầu ti thì nó sẽ quét, nó sẽ làm cho khóa. Vừa rồi là bên thẩm mỹ bị khóa mất mấy chục ngày vì cái tội là ở cái đầu ti thôi. Đấy là cái gọi là cái khắt khe của cái Facebook cộng đồng mạng như vậy. Thế thì bây giờ cái đầu tiên chưa thu như này. Đó. Bây giờ thu rồi thì nó bé xíu xíu, xíu như cái gì nhỉ? Đây, em có thể quay, em quay một tí ở từ xa cho nó nhoá là nó cũng không biết được. Đấy. Đó. Bé tí thì đi luôn. Thấy không? Đó. Nhoá hả? Nó có một tí máu nó sẽ lên này, nó sẽ không tốt. Tức là cái đầu ti mà sau khi thu về nó chỉ bé ở chỗ này. Ta nhìn thấy cái đầu này không ạ? Có nhìn rõ không? Đấy. Cái đầu ti đó, đây là cái thước khi đưa đầu ti về này. Thì bây giờ này. Đấy, nó chỉ bằng một nửa của cái đầu ti mà cái đầu nhũ hoa mà khi cái hàng đến thôi. Đó. Đây là cái thước để dùng để đo tỉ lệ cân hai bên. Thế thì ở đây hiện trạng của khách hàng thì là một bên bên này núm ti to hơn, dài hơn. Đó, bên này thì ngắn hơn, thấp hơn. Đấy, thì cái kỹ thuật làm sao để cho hai bên đó nó trở về với cái trạng thái là tương đối bằng nhau. Đấy, thì vừa rồi là tôi đã phải cân chỉnh rất là kỹ để cho bên này được loại bỏ nhiều hơn và bên này thì loại bỏ ít hơn. Đó. Khi nó bỏ hơn thì nó sẽ đưa ra một cái tỷ lệ là tương đối bằng nhau. Đó. Đấy, sau khi mà làm xong thì có đau không em? Đấy. Thu đầu ti cũng không đau và xem ra trễ cũng không đau nhá. Phải nói thế, chúng ta cứ phải nói thẳng với nhau là khi tiêm tê nó có buốt một chút nhưng chỉ trong vài giây thôi là nó sẽ hết. Đó. Với khách hàng hôm nay làm thì có thêm đó là cắt môi cô bé và thu nhỏ tầng sinh môn. Đó, tức là làm combo luôn. Đó, hoàn toàn bình thường, còn nó không đau nhá. Làm combo ở đây, môi thừa thâm đen. Bây giờ nó được loại bỏ đi. Và tầng sinh môn thì rộng. Bây giờ đã được thu hẹp lại, rất là xinh luôn nhá. Đây là cánh nhá. Đây là cái mép này. Thâm đen. Đó. Còn đây là cái ti này. Cái thời gian để mà cái ti nó lành trong khi mà mình làm hôm nay xong ấy là 8 đến 10 ngày là ok, nó sẽ lành. Còn thời gian về kiêng thì kiêng ăn rau muống, xôi nếp, thịt gà, những thứ mà nó tạo ra cái mưng mủ hoặc là gà nó sẽ ngứa. Đấy. Khi mà xong rồi thì nó rất đẹp, hôm nay thì nó vẫn còn hơi nề một chút, phải che nó vào như này bởi vì là nó sẽ không được hở ra. Ai mà cần hình ảnh thực tế, hình ảnh mà khi làm xong mà không đăng lên được thì nhắn trực tiếp vào cái fanpage của chúng tôi. Tôi sẽ gửi ảnh riêng, video riêng cho từng trường hợp. Ví dụ ti to thì làm như thế nào cho nó bé, ti dài làm như thế nào cho nó nhỏ. Đấy, từng trường hợp riêng. Còn bây giờ quay thì nó chỉ như này thôi. Phải che đậy lại không thì nó sẽ xóa. Ok.